Bà ơi sao lại quên cắm mì già, hỏi rằng ai để cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược trời chui, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò. Những ngày mưa lũ gió to, mẹ đi bắt tép nuôi cò, cò quên vợ con cò để hai bên. Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi. Đây mọi người, trong nhà là không có cái nhiều đồ đạc, chỉ có một ít chén đũa. Rồi mình thấy là bà vừa múc nước trong này uống hả? Nước trong này là mình có hâm chưa bà? Hay là nước lạnh? Chứ mà giờ con không nuôi mẹ mà mẹ phải đi xin từng bữa từng hổ gạo đi nuôi con hay bức xúc. Dạ. Tức là bây giờ là mẹ già yếu rồi, con thì khỏe mạnh không nuôi mẹ rồi mà mẹ đi xin về rồi lại lấy nuôi người khác. Giành lấy của mẹ rồi nuôi người khác nữa ha. Nghe cũng bức xúc quá. Dạ. Tôi không cho gì. Nó có gì nó hâm rồi đâm rồi chém rồi hoài cái gì. Dạ. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel nha. Hôm nay thì Quốc Chiến đang có mặt tại Hiệp Phước, Đồng Nai. Thì mình vừa đi thăm bảy em nhỏ mồ côi cùng với là anh Kỳ Anh, tức là bên đoàn thanh niên của thị trấn Hiệp Phước về mọi người. Thì hôm nay thì Quốc Chiến cũng đi với là anh Kỳ Anh để mà thăm cái hoàn cảnh khác. Thì anh Kỳ Anh có thể là giới thiệu cho mọi người được không? Dạ. Thì cái hộ của bà này là cụ bà tên là cụ An. Cổ ở đây, cổ ngồi kìa. Cổ thì có con, nhưng mà con thì cũng không có được bình thường á. Nói chung là không ở chung. Nên giờ bà thì chủ yếu là bà đi xin. Đi xin tiền sống. Ha. Đúng rồi. Nhưng mà tuổi già sức yếu rồi nên là đi thì lụm cụm. Dạ. Đây, cô đang ngồi nghỉ mệt đây luôn. Dạ. Thế là hàng ngày là cái công việc của bà là chỉ có đi xin tiền rồi ai cho gì thì ăn đó, đúng ai rồi. Cho gì thì sử dụng cái đó thôi. Dạ đúng rồi. Còn người thân thì còn không anh? Người thân thì còn đứa con, còn con trai. Nhưng mà con trai thì không ở đây nên bà ở một mình, nói chung là neo đơn. Hôm nay thì mọi người đó cũng chuẩn bị rất là nhiều sữa rồi thực phẩm để bà qua biếu bà. Con với lại mấy anh em trong đoàn thanh niên đó của bên thị trấn mình á, ghé thăm bà rồi cũng để mà gửi cho bà một ít quà đó. Bà đi mua đồ ăn về hả? Thế hôm nay bà mua được gì vậy? Đâu có mua gì. Đâu, bà mua được gì bà cho con coi với coi. Đây mọi người, đây là cái giỏ của bà. Giỏ không có gì hết. Ủa, đi mua đồ ăn mà sao không có đồ ăn gì vậy? Ô là trời. Chỉ có một cái chai nước ngọt đang uống dở với lại một cái bánh mì không. Bà đã ăn trưa luôn đó, hả? Là trưa nay của mình là đơn giản vậy thôi. Được ăn cơm, mau giờ đâu có ăn cơm. Không ăn cơm hả? Mua này ăn nè. Bà là tên là gì anh ha? Nguyễn Thị Ai. Nguyễn Thị Ai ha. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 81. 81 tuổi rồi. Dạ. Cho con xin phép nha. Đây mọi người, hôm nay là buổi trưa của bà nè. Mình thấy là bà đang ăn một cái ổ bánh mì với lại một ít cái chả cuốn mà gần như là chắc là cái này người ta mới cho đúng không? Dạ. Là đi giữa đường cái chắc là mệt quá. Rồi mình cột lại cho bà nhé. Đâu có gạo cho. Dạ. Đây. Đem lại nè. Dạ. Thế là hôm nay là bình thường bà có nấu cơm ở nhà ăn không? Nấu không được. Sao vậy bà? Té. Té hả? Dạ. Cơm ăn hay với cái kia kiếm xin cơm rồi ăn. Dạ, vậy là hồi xưa là nấu được, còn bây giờ là yếu quá rồi hả? Yếu rồi, đi còn con té lên té xuống. Thế bây giờ bà đã đỡ mệt chưa? Mình về nhà được chưa? Về nhà đây nè. Dạ. Bây giờ về ha. Bà dắt con về thăm nhà nha. Dạ, đi, đi mình đi. Đang mệt hả? Mệt. Để con đỡ bà lên nha. Thôi. Dạ. Đây mọi người, bà là gần như rất yếu rồi anh ha. Bây giờ bà bao nhiêu ký bà? Không có cân hả? Chừng mười mấy ký. Mười mấy ký hả? Trời ơi. Đây mọi người, đây con đỡ bà lên nhá. Nói bà đứng là không nổi luôn đó mọi người. Còn mỗi da bọc xương à. Trời ơi. Chắc bà mà cho bà cái bịch gạo chắc bà khiêng không nổi luôn á. Dạ, đây em cầm cái này. Bây giờ chắc là anh em mình sẽ là phụ dẫn bà về nhà nha mọi người. Đi bà dẫn tụi con về thăm nhà chút nha. Bà đi vậy chắc nửa tiếng mới tới nhà. Đây nè. Dạ. Chắc bà bây giờ thực sự là bà yếu nhiều đó mọi người. Bởi vì mình thấy là trên người bà gần như là da bọc xương thôi. Đi lại mà nếu mà không có cầm gì là cũng khó khăn rồi anh ha. Đi mua cơm ăn.
Dạ. Thế bà mua được cơm chưa? Chưa. Ê, là mệt quá rồi quay về hả? Đây bà, mọi người, bà nói là bà đi mua cơm ăn. Em bà đi dọc đường là cho ổ bánh mì, bà mệt quá là bà quay về bà ngồi đó bà ăn luôn. Đi mua cơm cái này trong quán nè. Đây mọi người, nhà thì chắc còn khoảng 30 mét thôi, nhưng mà bà thì bây giờ thực sự là bà yếu lắm rồi, bà không có đi nhanh được nữa. Thế hàng ngày mà bà đi chợ, mà bà ra tới chợ thì chắc còn mất một tiếng đồng hồ ha? Dạ. Cho anh hỏi cái là bà có bị tai biến hay gì không? Không. Hay là do mình yếu, mình già mình yếu thôi ạ? Mình già mình yếu á. Dạ. Thì bây giờ thực sự luôn mọi người, mình thấy là bà đi lại cũng là hết sức khó khăn rồi. Chứ đừng có nói gì cái việc là vác đồ hay là mưu sinh nữa. Hay là con ẵm bà vô nha. Không. Đây là mọi người, thực sự là bà yếu nhiều lắm rồi. Mình nãy giờ chờ bà đi khoảng cái đoạn đường chưa tới là 30 mét thôi, nhưng mà rất là lâu luôn. Thực sự là mình rất là muốn ẵm bà đi cho nhanh, nhưng mà mình thấy bà yếu rồi, không biết là xương cốt nó có khỏe không. Mình ẵm mà lỡ mà mình té ngã chân ngã tay, hay là lỡ mạnh tay chút xíu mình sợ ảnh hưởng tới bà thôi. Cái nhà này thì cũng chia sẻ với mọi người luôn là anh Kỳ Anh cũng như là chính quyền địa phương là đã hỗ trợ để mà xây dựng cho bà và cũng như là sửa lại. Mọi người thì cái nền đất nó rất là thấp luôn, thì mọi người cũng đã là vận động để mà nâng nền lên cho bà rồi, sửa nhà sửa cửa luôn rồi, nhưng mà tới cái thời điểm này thì chắc là nó vẫn còn ngập, tại vì cái vùng đất này khá là trũng. Thực sự là nếu như là một cái người già mà ở đây thì hết sức là buồn đó anh ha, không có con cháu, không có người thân nào cả. Bây giờ thì chắc là mình cũng xin phép để mà vào tham quan cái nhà bà một chút xíu. Nấu cơm. Nấu cơm ăn. Thì nấu nặng thì xong. Dạ. Bên trong nhà thì nó khá là rộng mọi người, nhưng mà bà chỉ là sinh hoạt ở cái phần sau này thôi. Phía trước mình thấy không có để đồ gì hết, trống trải. Rồi về nhà được ngồi xuống ghế là thoải mái bà ha. Ơn để đây giùm tôi. Dạ. Thế rồi là bà ở đây là buổi tối bà ở một mình hả? Ở mình. Có điện nước gì không bà? Hả? Nhà mình có điện nước gì không? Không. Cái buổi tối nó tối thì sao? Điện người ta không cho nên câu. À không cho câu điện ha. Cái tối là bà không thấy đường dầu. À thắp đèn dầu ha. Dạ. Là ở đây thì bây giờ là bà có người con nào không chú ha? Bà nói cho đúng hơn, bà có thằng con trai. Dạ. Nhưng mà hồi nó lớn lên tới giờ nó làm tự túng ăn, nó mới nuôi bà. Dạ, con trai là bình thường không ạ? Sao mà lại không nuôi mẹ? Tưng tưng. Cũng đại khái là cũng ba trợn á. Dạ. Tức là lâu rồi chắc là cũng không có về để mà thăm bà ha? Không có về. Ở đây, ở đây là mọi cái, ví dụ như bà sinh hoạt ở xã hội được, bà đi ra đường rồi bà con bà cho này nọ. Dạ. Còn bà ở nhà mà trong thời gian mà dịch vừa rồi thì tôi nuôi. Dạ. Dịch vừa rồi 4-5 tháng nay là tôi tự nuôi cho bà. Tức là cái thời gian dịch qua là bà không có đi làm được á, không có đi xin được không ha? Không xin được. Thì là chú là người nuôi bà ha? Tôi nuôi, người nuôi là hàng ngày là chú mang cơm qua cho bà ăn ha? Thì lúc bà qua bà lấy, còn lúc không qua được trời mưa thì tôi đem cơm cho bà. Dạ. Mọi cái sinh hoạt tắm rửa nước nâu rồi tôi bơm giúp cho bà, lo cho bà. Dạ. Nói đúng không, cũng cái nhà này thì nó cho đúng không, mạnh thường quân người ta cũng cho người tấm tôn, người cái này cái nọ cũng xây dựng lên, còn đất này là tôi của tôi cho bà ở đậu. Là cái đất này đất của nhà mình đúng không? Cho dựng cái nhà để mà ở tạm như vậy đó. Ở tạm, khi hết đợi bà thôi. Dạ. Nhưng mà cho hỏi cái là ví dụ cái nhà này không có điện là tối rồi bà sinh hoạt như thế nào? Bật đèn dầu. Bật đèn dầu như hồi xưa vậy đó ha? Còn tôi mua cho các bà bóng điện sạc đó. Dạ. Thì bà xài hết thì sáng cầm vô tôi sạc. Dạ. Rồi tôi sạc xong tối bà thấp. Rồi hết rồi tôi sạc cứ vậy. Chứ đây giờ không dám câu điện đâu. Câu điện lỡ như hình lình nước. À ngập là sợ nó giật ha? Dạ. Dạ. Không, không. Bà bây giờ nó cho đúng hơn, bà không có rành gì điện. Nó cắm bà chụp lộn xộn. Nói chung là nếu mà bắt thì mình bắt được đúng không? Nhưng mà sợ rằng nó xảy ra cái sự cố nguy hiểm ha. Với lại thường là cụ bà cụ thì cũng là lớn tuổi rồi, chắc là hồi xưa là cũng quen là sử dụng đèn dầu vậy đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cho con hỏi cái là ví dụ như là hàng ngày là trước đây là bà nấu ăn được
Còn bây giờ là hình như là bà nói là bà không nấu ăn trước nữa. Là hồi trước bà còn nấu ăn được. Dạ. Bây giờ là bà không còn nấu nữa. À. Bà không còn nấu nữa 2-3 năm nay rồi. Tức là ngoài đường á, người ta cho gì ăn cái đó thôi. Có khi người ta cho tiền bà thì đi mua cơm bà ăn, có khi mấy tới mấy tiệm cơm người ta thấy bà khổ thì người ta cũng cho bà ăn hộp bà ăn. Dạ. Đó. Nhưng mà bây giờ cho hỏi cái là cái đầu óc của bà là còn minh mẫn không, ra ngoài tiền là vẫn còn biết sử dụng bình thường mà đúng biết, không? Biết, minh mẫn. Dạ. Chỉ hơi lãng tay xíu thôi chứ cũng minh mẫn. Đây mọi người, trong nhà là không có cái nhiều đồ đạc, chỉ có một ít chén đũa. Rồi mình thấy là bà vừa múc nước trong này uống hả? Nước trong này là mình có hâm chưa bà? Hay là nước lạnh? Nước lạnh. Nước lạnh là bà uống luôn hả? Ừ. Ủa sao mình không có lấy nước đun sôi mà uống nước lạnh vậy, bệnh sao? Uống nước lạnh nè. À, là từ xưa đến giờ là bà uống nước lạnh luôn hả? À. Ở đây các bạn này có một cái xô, lúc đầu là mình tưởng là cái nước này là nước rửa chén. Nhưng mà có nước này nước uống. Nước uống của bà luôn hả? Ôi trời, trong này là mình thấy là lăng quăng nó đang bơi trong này nè. Để bà cho con coi chút nha. Chút là đổ ra. Dạ. Con thấy là trong này là có một con lăng quăng 2, 3, 4, 5, 6, gần 10 con lăng quăng nó đang bơi. Đổ ra gần tôi. Dạ. Thế là cái này để lâu chưa? Đã gì đổ ra gần tôi. Dạ. Rồi trong nhà của bà là ở đây là mọi người chỉ có một ít chén đũa này. Mà mình thấy là chắc cũng lâu rồi không xài. Nó đóng bụi rồi. Chén để đi. Rồi, trong này là nhà bên trong này là ngập luôn à. Ngập tới đây ha, nước nó ngập giờ xình không? Ngập luôn. Đây là một cái bếp nhưng mà mình thấy rằng là lâu rồi cũng không có nấu nướng. Thấy nó rất là phủ bụi rồi. Trong khi là giường ngủ của bà ha, tối bà ngủ trong đó ha. Nhà thì khá là lớn mọi người, nhưng mà gần như là bà chỉ dùng cái phía sau thôi. Đó, từ cái chỗ mà ngăn lại là không có dùng phía trước luôn. Chỉ dùng ở phía sau này một cái buồng. Và cái khu vực này là bà ngồi. Thế ở đây bà có nấu mì ăn được không? Hả? Bà có nấu mì tôm ăn được không? Không. Là đem qua nhờ người ta nấu hả? À. Không có nước nấu. Không có nước nấu hả? Không có nước nóng nấu hả? Nước này nấu không được. Dạ. Nấu cơm cũng không được. Nào chút nó té. Dạ, nấu cơm cũng không được nữa ha. Ngồi chút là té. Nhưng mà cho hỏi cái là ví dụ như bây giờ không có nấu cơm được thì lỡ bà đói bụng thì phải làm sao? Mua cơm ăn. Mua cơm. Nhưng mà lỡ hôm đó hết tiền thì sao? Hả? Hết tiền thì sao? Không có. À. 10.000 cái nhiêu. 10.000 cái nhiêu hả? Là cứ đói bụng. Tiệm mua. Đói bụng là mình ra tiệm mình mua. À, ăn này. Nhưng mà lỡ chai. Buổi tối đó thì sao? Ăn chai á. À. Mua 10.000 ăn. 10.000 cả ngày luôn. Ăn. Dạ. Ăn chợ, ăn tiệm. Dạ. Thế mọi người, là lúc nãy mình vào mình thấy là bà uống cái nước lạnh luôn, nhưng mà là theo như chú hàng xóm kể là chưa bao giờ bị bệnh luôn. Chưa bao giờ bị bệnh. À, từ hồi ở đây là chưa bao giờ bị bệnh luôn. Chưa, tới dịch rồi à. Chưa bao giờ đi test, chưa bao giờ đi chích. Dạ, chưa test, chưa chích gì đó. Chưa test, chưa chích. Mà cứ đi lang thang ngoài đường xin vậy. Đây mọi người, giống như là trời sinh voi trên cỏ vậy ha. Cái cuộc sống mà nó khốn khó rồi thì là tự động nó như vậy à. Đúng rồi. Nhưng mà cái người con á thì chú có bao giờ chú nói chuyện với con là tại sao mà không có trách nhiệm lo cho mẹ không? Không, hằng đó giờ nó đúng hơn là cái như không nói nó được. Dạ. Tức là có nói rồi. Nó hẳn là một điều tôi nói đây không phải tôi nói xấu. Dạ. Nó chứ gì nó bồn gạo khóc mì tôm của mẹ nó đi nó ăn nó nuôi người ta thôi chứ nó không có nuôi mẹ nó hẳn vậy nên tôi không cho ở. Đẻ đúng ra là tôi cho hai mẹ con ở. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà bà dặn ba lơn. Dạ. Cứ hồi trước là tôi chưa có căn thì cứ nó canh bà đi sinh thì nó ở nhà nó mở cửa vô gạo khóc nó ôm của bà. Tiền bạc cho bà có nó xin nó đường đè lấy à, tôi quýnh mấy lần luôn là bỏ đi đó, không dám cho tôi không cho cho về nữa, giờ tới đây tôi quýnh. Dạ. Nó thẳng em vậy chứ tôi không có vậy giữ là trước đây là chú cho cả hai mẹ con ở đây luôn. Đúng. À, nhưng mà do người ba lơn nhưng mà cặp với gái cũng ba lơn cũng dắt vào đây nuôi rồi bà nuôi. Dạ. Tức là con thì không nuôi được mẹ nhưng mà còn mẹ nuôi con đó, vậy tôi nuôi vậy đó là xin được về bao nhiêu là lấy hết luôn. À. Dạ. Là người ta cho bao nhiêu là về rồi gạo mì rồi gạo mì cứ ôm đi. Dạ. Ôm đi nuôi người khác. Đầu tiền bạc bả lúc nó sinh, lúc nó mượn không được nó đè cổ nó lấy. Đè ra luôn ạ. Đè lấy giật luôn. Dạ, là chú chứng kiến luôn rồi. Trời ơi, tôi nói cháu tôi với ai lạ vậy, tôi không tôi nói xấu nó chi. À dạ. Đó. Nhưng tôi muốn bảo vệ quyền lợi bả, tất nhiên tôi không cho nó lui tới đây. Dạ. Đợi bả để coi như xong nhiêu. Chết tôi chôn, sàn hủ chôn. Dạ. Đó. Chứ mà giờ con không nuôi mẹ mà mẹ phải đi xin từng bữa từng hổ gạo đi nuôi con thấy bức xúc. Dạ. Yeah.
Tức là bây giờ là mẹ già yếu rồi, con thì khỏe mạnh không nuôi mẹ mà mẹ đi xin về rồi lại lấy nuôi người khác, giành lấy của mẹ rồi nuôi người khác nữa ha. Nghe cũng bức xúc quá. Tôi không cho dìa, nó có dìa nó hâm rồi đâm rồi chém tôi hoài cái gì. Cũng dữ vậy luôn á. Nó khùng, nó tẩn tẩn thôi, nó nói cái lời nói nó mình ghét chứ không phải là nó được như con cháu người ta. Tôi cho nó ở đây với mẹ, nó lo cho mẹ, nó mắc mới thì phải đủ đi. Hiểu không? Đấy các bạn, thực sự thì bà cũng có một người con, nhưng mà người con này không có được bình thường và không có nuôi được mẹ, nhưng mà còn về rồi lấy đồ đạc ở trong nhà, cũng như là lấy tiền bạc của mẹ rồi đem đi nuôi người khác tiêu xài ha. Nên là nó cặp với con nhỏ kia, rồi nó nuôi luôn cả gia đình của nó, con nhỏ kia với con của nhỏ kia luôn. Chứ là nuôi người khác được mà không nuôi mẹ mình được. Trời, nó mướn nhà trọ nó ở, nó khỉnh thoảng bả ra quải nó quắt bả vô nhà, bả cho nó cho bả ăn bữa cơm hay cơm lụt túi lấy tiền đóng nhà trọ. Tức là ở trọ cũng gần đây luôn à, cũng đi xin luôn. Tiền về, bà đi xin tiền về là ngoắt vô. Rồi lụt túi lấy tiền ha. Rồi sao mà kỳ cục quá. Thì bởi tôi mới không cho ở đây, thằng Trì đi nó cháu tôi chứ ai mà nó biết rành, nó bà này chứ đâu phải không biết. Bả thì hồi xưa tới giờ bả sáu rất là hiền, rất là đàng hoàng. Nhưng mà có một con ba trơ ba lơn ba trợn mà nói nó không nghe, nó ra trên trời dưới biển lắm. Còn ông thì chắc là mất lâu lắm rồi chú ha. Ông này trước mắt này cũng 30 năm, 40 30 năm rồi ha, giờ là lâu lắm rồi. Cái thời đó là chắc mới giải phóng xong. Đây này mọi người, thì hôm nay mình cũng vào thăm bà để mà tìm hiểu cái hoàn cảnh. Thì giống như là chú hàng xóm ở đây cũng kể, bà sống ở đây hết rất là hiền lành. Nhưng mà người chồng thì đã mất cách đây 30 năm rồi. Và hiện tại thì bà chỉ có duy nhất một người con trai thôi. Nhưng mà con trai của bà thì không lo lắng được cho bà, mà ngược lại khi mà bà xin tiền về hay xin đồ ăn đồ uống về thì lại lấy của bà nữa đem đi tiêu xài. Thực sự rất là buồn luôn. Cách đây mà vài năm thì chắc là bà còn khỏe mạnh á, bà còn đi xin được nhiều ha. Còn bây giờ bà yếu rồi, thực sự là đi ra đường thôi là nó cũng mệt rồi. Dạ, không đi lấy gì ăn ha. Không ai nuôi hết. Đi xin được đồng nào ăn đồng đó. Nhưng mà mình có đứa con mà nó không có lo cho mình như vậy rồi bà thấy sao? Con có khi nào cho tiền bà không? Không. Dạ. Thì có lấy tiền của bà không? Khi không có cũng xin tiền. Xin tiền của bà ha. Chứ là mình có, mình có cho con không? Có, cho chút đỉnh. Cho chút đỉnh ha. Đây mọi người, bà là bây giờ là lớn tuổi rồi mà thực sự là có một người con. Nhưng mà không thể nào lo cho được cho bà nữa, mà bà ngược lại là phải lo cho con nữa. Thế hồi xưa là bà đi xin về là bà nuôi con luôn hả? Tôi muốn xin. Dạ. Ở nhà ta đi chợ thì người ta thấy người cho. Người ta thấy người ta cho đúng không? Chứ mày không có xin đúng không? Đi ngoài người ta thấy người ta cho. Ta cho 50%. Dạ. 200. Nhưng mà sao con của bà không có đi làm nuôi bà? Có, nó đi làm nó nuôi. Có nuôi không? Có chứ. Có ha. Dạ. Đây mọi người, bà bây giờ thực sự là bà cũng nói đỡ cho con nè. Chứ không phải con lấy tiền của bà hả? Không. Đây mọi người, hôm nay thì tụi mình vào thì cũng gửi cho bà một ít thực phẩm nè, muối rồi gạo rồi sữa rồi mì. Thì chắc là bà gửi cho chú hàng xóm rồi chú làm cho bà ăn nha. Buổi tối đói bụng thì nói chú úp mì cho bà ăn nha. Thế bây giờ bà có biết dùng tiền không? Hả? Có biết tiền không? Có biết xài biết tiền không? Biết ha. Thế con gửi cho bà một ít để bà ăn cơm nha. Dạ. Thế rồi bây giờ là một tháng là bà ăn là hết 300.000. Thế con bà con cho bà một tháng tiền ăn nha. Thế bà vui không? Nếu con cho bà một tháng tiền ăn bà vui không? Vui. Ăn bao nhiêu? Ăn bao nhiêu ha. Nhưng mà con cho bà thì bà giữ nha, bà đừng có đưa cho ai nghe. Bà nhớ không? Nhớ. Bà đừng có đưa cho người khác ha. Bà giữ để bà ăn thôi nha. Để ăn. Bà hứa với con ha. Ngéo tay coi. Ngéo tay. Ngéo tay nha. Ngéo tay rồi hứa rồi nha. Là bà không được cho người ta nha. Cái này là con cho bà á. Cái này là chắc là bà biết bao nhiêu không? 500. 500 ngàn là ăn được bao lâu? Ăn một tháng. Ăn một tháng ha. Cái này con cho bà thì bà giữ cẩn thận nghe, rồi bà để ăn cơm chứ bà đừng có đưa đi cho con hay cho người ta nha. Cái này là con cho bà để bà ăn nha. Ăn cơm ăn rồi mà. Bà hứa ha. Bà hứa với con là bà không đi cho lung tung nha. Ăn cơm không à. Thế bà giữ đi. Rồi mọi người, mình cũng chức quỹ ra mình gửi cho bà 500 ngàn để bà ăn cơm. Thế là bà một tháng là đỡ phải đi xin rồi ha. Ở nhà cho khỏe nha.
trời đang mưa nữa. Rồi tháng sau mà có dịp thì con lại ghé qua, con lại cho tiền ăn nữa. Thế rồi hàng ngày mà đi về rồi ngồi chơi vậy đó, chơi mình vậy đó. Có ai qua chơi với bà không? Không có ai chơi với bà luôn hả? Thực sự thì rất là buồn đó mọi người. Một cái người phụ nữ mà ở cái tuổi xế chiều rồi, không có người thân nào bên cạnh, con cái cũng không. Con cái thì nói thật sự là có nhưng mà không có lo được cho bà, và do là lấy tiền của bà, lấy đồ ăn thức uống của bà nên là đem đi cho người khác, nên là chú hàng xóm chứ không có cho ở nữa. Thôi bây giờ chắc là bà giữ sức khỏe nha, bây giờ chắc là con cũng xin phép con về. Đợt sau mà có dịp con lại ghé qua con thăm bà nha. Để tiền ăn cơm nha, không được cho ai nha. Rồi chắc là cái video tới đây cũng dài rồi, chắc là mình hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.